Ê mày, có cái công việc nào mà nó nặng hơn không? Công việc này nhẹ quá à. Tao nhắm mắt tao làm tay tao còn làm được nữa. Tao muốn gì thử thách á. Chỉ tao coi. Có, chị phun môi đi. Ủa, mắt chị phun môi mà thử thách? Thì tại cái mỏ mày nghiệp quá mà. Mỏ hổn. Ây út, mày chửi tao hết trơn á. Phun môi sao có chửi tao được đâu. Trời, quá thử thách tao gì nữa. Mega kill. Ê mày, tao nhớ tao mới nhận lương hồi sáng hôm qua giờ lúc 10:27:56. Không biết sao giờ tao mất tiêu chưa mày. Tại cái mỏ mày ăn dữ quá mà sao có lương. Mỏ như mỏ heo gì á, lương là chịu cho nổi. Tao đi phun môi đi. Mà thôi không ấy á, mày đưa tiền cho tao giữ đi. Mắt không thấy, tay không cầm tiền là không thể tiền. Double kill. Ê mày ơi, có cách nào bớt xui không? Giờ này tao xui quá. Tại cái mỏ mày nghiệp quá mà. Có tạo phước rồi mà đợi hơn. Đi phun môi đi. Không sao hết xui hả? Không có. Mày phun môi đi cho đẹp lên. Ít ra xui á, mày đẹp còn có người giúp. Chứ xấu như mày á, ai giúp? Xấu như mày á, ai giúp? K.O.